Liệu ông Donald Trump sẽ khiến Bắc Kinh chùn bước ở Biển Đông? Nhiều nhà phân tích phương Tây đánh giá chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ trước đến nay luôn thể hiện một sự không quan nhượng đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh có rất nhiều thay đổi về quyền lực trong quan hệ quốc tế hiện nay, như sự nổi lên của nhà lãnh đạo đầy cứng rắn ở Philippines, chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump, Bắc Kinh có thể sẽ thay đổi lập trường của mình trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở khu vực. Eric Hill, giáo sư chính trị và là chuyên gia về các vấn đề châu Á tại Đại học Brigham Young cho rằng, rất có thể dư luận sẽ được nhìn thấy một Trung Quốc mềm mỏng và dễ thỏa hiệp hơn trong thời gian tới, đối lập hoàn toàn với sự hung hăng thường thấy trước đây. Dẫn chứng đầu tiên cho điều này đó là việc các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã lần đầu tiên cho phép ngư dân Philippines đánh bắt trở lại gần khu vực bãi cạn Scarborough, nơi mà trước đây đã chiếm quyền kiểm soát từ năm 2012. Một số phân tích gần đây cho thấy Bắc Kinh trên thực tế đã bắt đầu có sự thỏa hiệp trong các tranh chấp lãnh thổ để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung Quốc lại muốn làm dịu lại tình hình ở Biển Đông trong thời điểm hiện tại? Trung Quốc bắt đầu chiếm đóng trái phép một số đảo và đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm 1988 và bắt đầu các hoạt động cải tạo, quân sự hóa gấp rút trên các lãnh thổ biển Đông trong vài năm trở lại đây. Bế tắc trong việc kiểm soát bãi cạn Scarborough, Trung Quốc đã thường xuyên đưa các tàu áp sát khu vực này để xua đuổi ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường truyền thống của họ. Giới quan sát lo ngại Bắc Kinh sẽ tiếp tục có các hành động cải tạo ở Scarborough, nơi chỉ cách căn cứ hải quân Suic 123 dặm về phía tây. Việc thiết lập căn cứ quân sự trên bãi cạn Scarborough sẽ mở rộng tầm nguy hiểm của Trung Quốc gần với Manila nhưng sau đó cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế vào năm 2013. Phán quyết đưa ra ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài thường trực ở La Haya đã phân định Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Áp lực từ dư luận quốc tế đã khiến cho Trung Quốc không thể tiếp tục các hành động ngăn ngược ở khu vực này. Trong khi đó, phản ứng từ Washington về vấn đề Biển Đông đã được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2010. Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết, Mỹ không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ đề nghị các hoạt động trên Biển Đông cũng như việc phân xử các tranh chấp cần dựa trên các quy tắc luật pháp quốc tế. Báo cáo của chính phủ Mỹ cũng bác bỏ yêu sách lãnh thổ đường chín đoạn phi lý của Trung Quốc. Chính sách của Mỹ ở Biển Đông sau đó đã được tăng cường thông qua việc hỗ trợ cho các đối tác và đồng minh của nước này ở Đông Nam Á, vốn đang phải chịu sức ép rất lớn từ Bắc Kinh. Trong năm 2014, Manila đã ký hiệp định hợp tác quốc phòng tăng cường với Washington. Trong đó hai bên đã bàn về sự quay lại của quân đội Mỹ tại các căn cứ quân sự ở Philippines chiến thắng của ông donald trump trong cuộc bầu cử cách đây ít ngày được coi là một yếu tố mới khiến trung quốc xem xét lại lập trường của mình một số nhà phân tích dự đoán rằng trump sẽ không thách thức trung quốc về vấn đề hàng hải bởi ông quan tâm nhiều hơn đến hoạt động kinh tế thương mại với cường quốc châu á này tuy nhiên tờ washington post nhận định nếu tin vào dự cảm nói trên đó sẽ là một sai lầm rất lớn cho trung quốc cựu giám đốc CIA James Gusey, người giờ đây là cố vấn cấp cao an ninh quốc gia cho ông Trump cho biết, Tổng thống tân cử dù sẽ thận trọng hơn trong việc đưa Mỹ mở rộng ảnh hưởng vào các khu vực trên thế giới, tuy nhiên Washington vẫn sẽ là người giữ cán cân quyền lực ở châu Á và có khả năng vẫn quyết tâm bảo vệ các đồng minh của mình chống lại sự lừa dối của Trung Quốc. Giáo sư Eric Hill cho rằng, với tình hình có nhiều thay đổi trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang muốn cân bằng lại chính mình để tìm một hướng đi hợp lý. Mỹ bắt đầu chiến lược xoay quanh trục châu Á vào năm 2012 thông qua việc tăng cường các liên minh quân sự và xây dựng quan hệ đối tác tại khu vực này. Sau 4 năm, với việc trục Mỹ ngày một lớn mạnh khi liên kết được với rất nhiều nước đối đầu với yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trên biển Đông, Bắc Kinh hiểu rằng đây là một mối đe dọa thực sự điều này dẫn đến việc cường quốc châu á phải tìm cách chuyển hướng từ gây hấn sang các giải pháp linh hoạt ngoại giao trong đó có việc sẵn sàng đàm phán về các lãnh thổ tranh chấp nếu hành vi trước đây của bắc kinh là một sự hung hãn thì giờ đây trung quốc lựa chọn phương thức thỏa hiệp giống như một bước đi hiệu quả nhất để phục vụ cho các lợi ích chiến lược lớn hơn trong thời điểm hiện tại ngay từ khi phán quyết pca được đưa ra trung quốc đã bị dồn vào bước đường cùng bởi sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh châu Á và đặc biệt là từ dư luận quốc tế. Tuy nhiên với việc cứng rắn phản đối trước đó, Bắc Kinh đã tự đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu lên tới, Trung Quốc sẽ vấp phải những phản ứng dữ dội, nhưng nếu lùi bước lại, cường quốc châu Á sẽ phải cảm thấy mất mặt. May mắn đối với Trung Quốc, tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại có những căng thẳng với Mỹ và tìm đếm một sự gần gũi hơn với Bắc Kinh. Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Philippines đã có cuộc gặp đầu tiên để thảo luận về mối quan hệ hai nước. Bắc Kinh đã ngay lập tức giảm bớt đi những tranh chấp ở bãi cạn Scarborough như một cách để chiều lòng Manila. Với việc hiểu được rằng, trong lúc phán quyết của tòa án quốc tế còn chưa bất nóng, việc gây thêm xung đột ở Biển Đông là điều dại dột trung quốc đã thể hiện một lập trường hòa dịu hơn khi người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc tuyên bố mối quan hệ bắc kinh manila đã chuyển sang một trang mới hai nước sẽ giải quyết các tranh chấp thông qua tham vấn và tập trung vào hợp tác bước đi của bắc kinh nói trên cũng được áp dụng với malaysia quốc gia láng giềng khác có tranh chấp lãnh thổ với trung quốc ở biển đông cũng giống như philippines malaysia có quan hệ hợp tác hết sức khăng khít với washington Nước này đã nhiều lần cho tàu sân bay Mỹ cập cảng cũng như cho phép và cho phép máy bay trinh sát P-8 Poseidon sử dụng các căn cứ để tuần tra biển Đông. Malaysia cũng có một thỏa thuận quốc phòng với Singapore, Úc, New Zealand và Vương quốc Anh. Vào tháng 6 năm 2016, Kuala Lumpur đã bày tỏ sự thất vọng của mình với sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông trong tuyên bố chung của hội nghị cấp cao ASEAN vào thời điểm đó. Khi quan hệ Mỹ với Malaysia xích mích bởi cáo buộc tham nhũng mới đây của Bộ Tư pháp Mỹ, Bắc Kinh đã tranh thủ nắm lấy cơ hội để cải thiện quan hệ song phương riêng của mình. Trong thời gian thủ tướng Malaysia Najib Razak thăm Bắc Kinh, Trung Quốc đã đề nghị bán cho Malaysia các tàu tuần tra nhanh trên biển và tiến tới các hợp tác một cách toàn diện hơn. Có thể thấy rằng ít nhất trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã lựa chọn cho mình một hướng đi giúp cho biển Đông sóng yên biển lặng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc lập trường của Bắc Kinh về Biển Đông sẽ được cắt giảm xuống mức tối đa. Với một chính sách châu Á còn chưa rõ ràng từ chính quyền Tổng thống tân cử Donald Trump, động thái gần gũi với các quốc gia Đông Nam Á, vốn có tranh chấp lãnh thổ trực tiếp, có thể là chiến lược lùi một bước tiến ba bước nhằm phục vụ cho những mưu đồ sau này của Trung Quốc. Trung Quốc vội chấn an dân vì Trump, Putin thân nhau ra mặt. Theo Kremlin tiết lộ, Putin và Trump cùng thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ đang ở tình trạng hết sức không lý tưởng. Hai ông đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác mang tính xây dựng và đối thoại, bao gồm hợp tác chống khủng bố trên cơ sở tôn trọng, không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Đồng thời nhấn mạnh tạo dựng nền tảng vững chắc để phát triển quan hệ kinh tế thương mại hai chiều. Về phía Mỹ, đại diện của ông Trump hé lộ thông tin một cách thận trọng hơn, nhưng cũng xác nhận tổng thống đắc cử rất kỳ vọng cùng nước Nga và nhân dân Nga duy trì quan hệ ổn định lâu dài. Trong giai đoạn tranh cử, trăm nhiều lần chỉ trích chính quyền tổng thống Barack Obama và ca ngợi năng lực lãnh đạo của tổng thống Nga trong khi đó ông Putin mô tả Trump như một nhân vật xuất sắc và đầy tài trí. Giới quan sát quốc tế phổ biến tin rằng quan hệ Nga-Mỹ sẽ cải thiện trong nhiệm kỳ của ông Trump. Bởi bên cạnh những phát ngôn thiện chí của hai bên còn có nhận định, thứ nhất là chính quyền Obama đã đi quá xa trong thế đối đầu với Nga. Xu thế tiếp theo nhiều khả năng là xoa dịu tình hình. Thứ hai, Trump thể hiện tương đối rõ ưu tiên dành cho chính sách đối nội, quan hệ nước lớn hòa dịu sẽ giúp ông giảm bớt các tác động từ các thế lực bên ngoài. Trong trật tự thế giới thế kỷ 21, Nga, Mỹ, Trung Quốc đang trở thành thế chân vạc của quan hệ quốc tế. Nói cách khác, quan hệ Nga-Mỹ cải thiện đến mức độ nào, từ đó tạo ra ảnh hưởng ra sao lên quan hệ Nga-Trung, vốn trở nên mật thiết rõ rệt trong hai năm trở lại đây, là vấn đề khiến dư luận Trung Quốc lo ngại khi Tổng thống đã cử Donald Trump lên nắm quyền trong bài phân tích sáng 16 tháng 11, tờ Thời báo Hoàn Cầu thuộc chủ quản của báo Đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo, trên an dư luận trong nước rằng nỗ lực vãn hồi quan hệ của Moscow và Washington sẽ không gây thiệt hại cho lợi ích Trung Quốc do xuất phát điểm của Nga và Mỹ không nhằm vào Trung Quốc. Nga Trung xích lại gần nhau là hệ quả của một loạt nhân tố thúc đẩy và đến nay được cho là đã giúp hai nước ổn định lợi ích chiến lược. Hoàn cầu khẳng định giá trị quan hệ hợp tác song phương đối với Moscow hoàn toàn tích cực. Bắc Kinh không buộc Nga phải đánh đổi bằng cái giá đặc biệt nào đó. Vì vậy, không tồn tại việc Nga hy sinh quan hệ với Trung Quốc để phát triển quan hệ với Mỹ. Trạng thái cơ bản của tam giác Mỹ-Nga-Trung Quốc được quyết định do cục diện về sức mạnh quốc gia. Công thức vận hành của nó là sự cân bằng về thế lực và sức mạnh khi Mỹ là quốc gia có sức mạnh vượt trội và áp đặt chiến lược gây sức ép ở châu Âu lẫn châu Á. Sự xích lại của Nga-Trung là xu thế logic về chính trị quốc tế. Quan hệ Nga-Trung diễn biến tốt thì mỗi nước đều tự mình giành được thêm quyền chủ động trước Mỹ, với Nga là ở Đông Âu và Trung Đông, với Trung Quốc là châu Á-Thái Bình Dương. Cải thiện quan hệ Nga-Mỹ cần loại bỏ một số điều kiện tạo ra đối đầu, bao gồm Mỹ xuống thang chiến lược hướng đông của NATO, ngừng triển khai tên lửa tầm trung tại Đông Âu, không tăng quân hoặc rút bớt binh sĩ NATO, thừa nhận lợi ích của Nga trong vấn đề Ukraine. Mỹ và Nga cũng cần tăng cường trao đổi về vấn đề Syria, thỏa hiệp với nhau về tương lai Tổng thống Bashar al-Assad. Với tình hình hiện nay, Mỹ không có nhiều thời gian để nhượng bộ. Nga cũng vậy khi đã bị lệnh cấm vận của phương Tây đẩy vào chân tường ngoài ra các nước liên minh châu âu lo lắng sẽ bị washington bỏ rơi hoàn cầu đánh giá chính quyền mới của mỹ sẽ đối diện với nhiều thách thức ông trump không thể tập trung tài nguyên và phương hướng cải tổ vào một mối quan hệ ngoại giao đặc biệt nào đó ví dụ như nga quan hệ nước lớn là một cuộc chơi phức tạp và có xu hướng tìm đến sự bền vững muốn tác động vào chân vạc nga trung mỹ trump cũng chỉ có thể điều chỉnh ưu tiên về phương hướng và sức mạnh nhưng rất khó vượt qua được xu thế lớn là Bắc Kinh liên minh với Moscow. Trong quan hệ giữa Mỹ với Nga hay với Trung Quốc, vấn đề dễ được thay đổi chính là bầu không khí ngoại giao. Đây cũng là không gian mà ông Trump có biên độ điều chỉnh lớn nhất. Dù vậy, Hoàn Cầu cho rằng không khí ngoại giao trên thực tế không chiếm nhiều giá trị trong quan hệ nước lớn. Do đó, sự thân mật ra mặt giữa Trump và Putin chưa đủ khiến Bắc Kinh e ngại chính phủ trung quốc tin rằng quan hệ nga trung về lâu dài là trục ổn định nhất trong tam giác ba bên mà các nhà lãnh đạo mỗi nước sẽ phải nỗ lực giữ gìn ngày hôm nay thế giới phải đối đầu với hai phiên bản của trung quốc trung quốc tốt là trung quốc đã xây dựng những thành phố vĩ đại và cung cấp nhà ở lẫn giáo dục cho hàng triệu người trung quốc tốt cho phép công dân họ du lịch khắp thế giới để học tập và giúp tạo ra một tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển trung quốc xấu là trung quốc gần như bị giấu kín với người bên ngoài đó là chính quyền kiểm soát quyền tiếp cận internet của người dân giới hạn tự do cá nhân phát động tin tặc tấn công trên mạng và sử dụng sức ảnh hưởng của họ trên khắp thế giới để thao túng các nền kinh tế và đồng thời trong suốt thời gian đó họ đang củng cố sức mạnh quân sự của mình không còn nghi ngờ rằng việc giải quyết trung quốc cùng với việc giải quyết nước nga sẽ tiếp tục là thách thức dài hạn lớn nhất của chúng ta Chúng ta hiện cạnh tranh với Trung Quốc về kinh tế và chúng ta đã thua cuộc chiến này từ rất lâu. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của chúng ta, chỉ đứng sau hàng xóm của ta như Canada và Mexico. Dẫu vậy, Trung Quốc nắm giữ nợ của nước Mỹ hơn 1,5 ngàn tỷ đô la, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác, dù Nhật Bản cũng gần sát. Như chúng ta đã chứng kiến vào mùa hè năm 2015 khi thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ, nền kinh tế hai nước bị buộc vào nhau theo một lối rất tiêu cực. Chúng ta biết rằng chúng ta đã trở nên phụ thuộc vào thị trường đang nổi lên của Trung Quốc. Trong năm 2014, chúng ta nhập khẩu 17% hàng hóa Trung Quốc nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Hồng Kông nay đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, đứng thứ hai và Nhật Bản đứng xa thứ ba. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc dựa vào chúng ta, họ cần thương mại của chúng ta hơn là ta cần họ. Trong vòng vài thập niên qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng thần kỳ 9 đến 10% mỗi năm, mặc dù gần đây đã có dấu hiệu nguội đi, bất chấp những biến động gần đây, các nhà kinh tế học dự báo rằng trong thập niên tiếp theo, Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ giữ vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chúng ta đã làm gì để đảm bảo chúng ta sẽ có khả năng cạnh tranh với họ? Chúng ta đã làm gì để đánh bại họ? tôi sẽ nói các bạn nghe chúng ta đã làm gì chúng ta cứ kệ để mọi việc diễn ra hẳn sẽ có người mong tôi không nhắc đến trung quốc như kẻ thù của chúng ta song họ chính xác là như thế họ đã hủy diệt toàn bộ những ngành công nghiệp bằng việc tận dụng lao động giá rẻ khiến chúng ta mất hàng chục ngàn việc làm do thám các doanh nghiệp của chúng ta đánh cắp công nghệ của chúng ta thao túng và hạ giá đồng tiền của họ khiến cho việc nhập khẩu hàng hóa của chúng ta bị tốn kém hơn và đôi khi là bất khả thi tôi biết rõ bằng kinh nghiệm của mình rằng đây là một vấn đề khó khăn người trung quốc là những doanh nhân rất khôn khéo và họ có lợi thế lớn so với những hãng sản xuất của chúng ta chừng nào chúng ta còn chơi theo những điều kiện này chừng đó các công ty mỹ sẽ không có lựa chọn các quốc gia thuộc thế giới thứ ba có chi phí sản xuất căn bản thấp hơn họ có chi phí đầu người thấp hơn và trả lương công nhân ít hơn rất nhiều là một doanh nhân tôi có nghĩa vụ với tất cả nhân viên của mình với người tiêu dùng và cổ đông trong việc làm ra sản phẩm tốt nhất với giá thấp nhất có thể. Tuy nhiên, trong vấn đề chính sách toàn cầu của Mỹ, chúng ta muốn tước đoạt lợi thế của Trung Quốc. Năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đến Trung Quốc và họ đã tổ chức một yến tiệc thịnh soạn đón ông. Trước khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm ngược lại đến Mỹ, Nhà Trắng đã thông báo kế hoạch tổ chức một bữa quốc yến phùng phí. Tôi đã phát biểu rằng việc tổ chức một bữa tối để vinh danh ông ta là điều tôi không bao giờ làm, Thay vào đó, tôi sẽ bảo ông ta rằng đã đến lúc chúng ta bàn chuyện làm ăn và chúng ta đi thẳng vào công việc. Để khai vị, chế độ Trung Quốc cần ngừng hạ giá đồng tiền của họ vì làm thế khiến phần còn lại của thế giới khó cạnh tranh hơn. Thực tế là Trung Quốc cũng cần một nước Mỹ mạnh về kinh tế y như chúng ta cần nền kinh tế của họ. Ví dụ vào tháng 5 năm 2015, cứ mỗi năm đô la hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, trong tháng đó thì người Mỹ mua trị giá 1 đô la chúng ta mua tới 20% tổng giá trị xuất khẩu của họ, nhiều hơn đáng kể giá trị mua của EU, vốn là nơi tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc lớn thứ hai. Và với thực tế sức mua của Mỹ tiếp tục tăng mỗi năm, Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào người tiêu dùng Mỹ để trở nên thịnh vượng. Vậy chúng ta cần làm gì đây? Chúng ta sẽ sử dụng đòn bẩy đang có để thay đổi tình hình sao cho có lợi cho đất nước và người dân Mỹ. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc trở nên cứng rắn với người Trung Quốc, tổng thống obama đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ và hứa hẹn với chúng ta về những hành động quyết liệt nhưng rồi chẳng có gì xảy ra khi làm ăn với trung quốc chúng ta cần đứng thẳng trước họ và nhắc nhớ rằng việc lợi dụng khách hàng tốt nhất của họ là không tốt cho việc kinh doanh và rồi chúng ta nên ngồi xuống và tìm cách để mối quan hệ này trở nên hợp tình hợp lý hơn không có một chính sách đối ngoại nào phù hợp cho tất cả chúng ta cần làm cho niềm tin của mình trở nên thật rõ ràng và để chúng hình thành bộ khung cho chính sách của chúng ta mọi thứ bắt đầu bằng một nền quân sự mạnh chúng ta sẽ có quân đội mạnh mẽ nhất trong lịch sử và người của ta sẽ được trang bị vũ khí tốt nhất cùng sự bảo vệ tốt nhất hiện có điều này đồng nghĩa với hệ thống tên lửa tốt nhất chất lượng đào tạo và trang thiết bị tốt nhất phục vụ chiến tranh trên mạng cùng với những binh lính được huấn luyện tốt nhất và khi họ trở về nhà sau cuộc chiến thương tích đầy mình binh lính của chúng ta sẽ không phải chờ nhiều tháng để được chữa trị vậy làm sao để chúng ta đạo ngược tình thế để bắt đầu chiến thắng trở lại như tôi đã nói điều này bắt đầu bằng quân đội mạnh nhất và tối tân nhất thế giới và cũng là quân đội cơ động nhất chúng ta cần hạch toán một phần chi phí giúp biến chuyện chất lượng quân sự sang người saudi arabia người hàn quốc người đức người nhật và người anh rốt cuộc thì chúng ta đang bảo vệ họ và họ nên chia sẻ chi phí tiếp theo chúng ta cần hoạt động từ vị thế của sức mạnh kinh tế chúng ta có bộ máy tiêu dùng mạnh mẽ nhất thế giới Chúng ta chỉ cần bắt đầu sử dụng nó sao cho có lợi nhất. Chúng ta cần dùng sức mạnh kinh tế của thị trường Mỹ và người tiêu dùng Mỹ để hỗ trợ bạn bè của chúng ta và nhắc nhớ kẻ thù chúng ta về những lợi ích của việc hợp tác. Chúng ta cần chú ý đặc biệt đến người Trung Quốc. Thời kỳ họ phá giá chúng ta bằng những chính sách bảo hộ và gián điệp điện tử đã hết rồi. Bình minh mới của nước Mỹ chỉ vừa bắt đầu.